cười quay quá quay và cuối cùng kết lại vỗ tay. Bây giờ bắt mọi người hát theo anh một bài cho anh nhá. Đẹp trai quá anh ơi, không ai cũng nhận thức được điều đấy. Đẹp trai của chị ơi, đẹp trai quá không đúng không, mọi người hay có câu đấy nhưng mà em cũng không nhận mà đôi khi mình cũng hơi vui vui quá thôi, cái nét của anh nó thế rồi. Cái lúc anh hát ba lát thì ok, là cái lúc bị nhiễm trời làm gió sẽ tan trong tim một nhịp bước vô thương chân trường người gọi mãi người biết đai trong lòng nỗi yêu người thờ vững em ấy cũng được chẳng về phải anh nhớ cũng được. Chiêu mọi người. Bây giờ là nãy giờ đi cũng hát nhiều rồi. Bây giờ anh Tú lên thì Ly phải được. Ê, thấy tình cảm mà tôi ghét đó. Anh Châu, anh Châu. Ô đây là kính thưa quý vị, đây là một MC cực kỳ đa tài và là một vị trí mà không thể thiếu trong đội bóng của Tú. Đội banh nha mọi người nha. Chú ý lại nha, Tú xin sửa lại, đây là đội banh không phải đội bóng nha. Và vâng. Vị trí hậu vệ ạ, à, Tú đá tiền đạo bạn này hay là câu bóng lên cho Tú, hai câu banh, câu banh lên, ok. Và ngày hôm nay thì rất là vui khi có mặt của Minh Tú, anh Tú cũng như là Lily, mời Lily xinh đẹp ra giữa đây. Giờ bây giờ em có chuyện gì muốn hỏi chúng tôi? À, em có một cái điều này, hồi nãy giờ là mình tình cảm rồi, nhưng mình thấy chưa có tặng quà cho nhau thì bây giờ cái này anh tặng cho người ta đi. Tôi ghét, của anh đâu? Anh tặng đi, rồi sau đó anh em mình với nhau. Em xin xác nhận lại đây là đội banh chứ không phải đội bóng với mọi người nhé. Em xin xác nhận lại là như thế, em đừng để cho mọi người hiểu nhầm. Ok, ok. Nãy giờ mọi người không hiểu mà anh. Chúng tôi là đồng đội. Chúng mình là đồng đội đúng không em? Yes. Yeah. Vậy thì bây giờ tặng quà cho cô gái duy nhất trên sân khấu này nè. Dễ thương lắm đó. Đây là món quà rất là dễ thương, một cái gói ôm mà. Tương ớt chiên su đậm vị cay cùng vị ngon anh Tú sẽ gửi tặng Lily và tối đến Lily nhìn thấy cái gối là nhìn thấy anh Tú cứ gối lên đi, cứ gối lên gối đi, thôi ngày nào cũng thấy anh Tú liền đây tặng em. Anh ngon như vậy hả em? Anh không những ngon mà anh còn cay cơ. Anh vừa ngon vừa cay cùng vị cay của em nên em yên tâm đi. Sau cái này thì mình xin được quảng cáo rất là nhiều cho Chinsu. Đúng không quý vị ạ? Trời, nói gì nữa thôi, xin mời em xuống. Không nói nữa. Da em trắng anh chẳng cần ánh sáng, mắt em nhìn anh chẳng thích giai nhân, và trên đời sẽ chẳng có giai nhân vì anh gọi tên em là nhan sắc. Đôi tay em trắng như ngà, đôi mắt em liếc như là dao cau, miệng cười như thể hoa ngâu, chiếc nón trên đầu đẹp tựa bông sen. Em nào vậy? Em đâu có đội nón. Em nào đang đội nón chứ vậy? Đây đây, cái bím tóc nè. Cái bím trên đầu đẹp tựa bông sen. Okay, người thanh cái gì lúc này cái gì nữa? Trên sân khấu có ba người lắm đấy. Tôi quên, hậu vệ tôi quên mất. Thôi được rồi. Bây giờ thì em sẽ nhường thế giới này lại cho hai người đó. Rồi bây giờ khúc này Lily đi rồi này. Thì còn lại anh. Chúng ta là đội bóng. À đội banh. Đội banh. Nhớ nhá. Anh muốn hát với em một bài mà chúng ta phải nhìn vào mắt nhau để hát. Yeah. Đó chính là một bài hát để mang tên Đôi mắt. Một khúc này nó bể nghe đó mọi người. Tự nhiên nó bể nghe mà sao ta. Một tràng vỗ tay thật lớn được không ạ? Khúc này chúng ta dành cho Tú một tràng vỗ tay thật lớn được không ạ? Nhiều là yêu thương con đôi, yêu thương anh Tú và yêu thương tất cả các nghệ sĩ đang có mặt trong buổi tối ngày hôm nay tại sự kiện rất lớn của Chinsu. Và ngay sau đây là sự quay trở lại của người anh em cùng đội bóng với Tú. Đội bóng anh ơi. Trời ơi, suốt ngày nhưng mà không sao đâu mà cùng đội bóng cũng được, ngoài Bắc người ta gọi là đội bóng. Mọi người cứ hay chỉnh đúng quá nha. Hay chỉnh quá, thật sự là chỉnh quá. Mà phải không? Đen 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 đen. Đen 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 đen. Chúng ta là đen đen. Anh em xin anh từ từ, em đang hẹn đen lại. Không, anh dơ quá. Chúng
chơi thì tôi rồi. Đàn 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 đàn. Với sự có mặt của các cô, các ông, các bạn, cô dì, chú bác cùng toàn thể các bạn bè nam nữ hai bên gia đình bốn họ, thì ngày hôm nay tôi xin thay mặt cho chú rể là chính là tôi xin được cảm ơn tất cả quý vị hôm nay đã có mặt tại đây đúng cái giờ này để dự lễ thành hôn của anh Tú và Minh Tú. Song Tú, chúng tôi là Song Tú. Song Tú đúng không em? Đúng vậy. Mình ơi, Mình ơi. Ơi. Mình ơi. Con này bị cắt tiết nha mọi người nhá. Con này là con gà bị cắt tiết, không phải là cái giọng. Em, giờ em muốn như thế nào nữa? Sao không được ạ? Em là con bé mà. Đàn ông ngang. Em đi chơi. Wow. Em chuẩn bị sẵn sàng rồi đó, lên nhạc em bung nha. Wow, chơi nha. Đúng vậy. Em tới đâu anh tới đấy. Anh tới đâu em tới đó luôn. Em khúc nào anh theo khúc đấy. Em cái gì là cái gì và cái đó là cái đó luôn nha. Ok nha, quý vị là đợi chứng nha. Áo xanh áo trắng làm chứng kiến cho anh nha. Áo xanh áo đen đi chứng kiến cho anh nha. Rồi ok. Ok. Em làm cái gì đi? Anh làm cái gì? Em làm cái gì? Em? Em thường thì em hay... Hình như quên kịch bản. Các bạn ạ, hình như quên kịch bản đi ạ. Em nhớ cái khúc này là chúng ta phải chơi trò chơi này. Bây giờ là hát luôn. Trò chơi tính sao? Ồ thế à? Quý vị bây giờ, kính thưa quý vị, ngày hôm nay là ngày 21 tháng 1 năm 2024, là cái ngày rất là quan trọng đối với cả Tú. Tú sẽ ra mắt một cái sản phẩm, một cái sản phẩm được release vào lúc 8 giờ tối ngày hôm nay. Một cái bài hát mà Tú nghĩ rằng là Tú sẽ dành cả tâm huyết của mình trong vòng 1 tháng trời liên tục để cố làm sao mà ra được bài hát này. Là một cái bài hát rất là dễ thương, một chủ đề rất là dễ thương. Và mong rằng tất cả quý vị hãy hát cùng Tú nhé. Bởi vì hôm nay là một ngày rất là tuyệt vời đối với Tú, và chính quý vị sẽ làm cho cái ngày tuyệt vời đấy nó được thăng hoa hơn. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ sẽ là một bài hát được mang tựa đề rất là dễ thương. Bài hát đó mang tên Karaoke. Khi nào mà có cái chương Karaoke ngoài hát cùng Tú chứ ok nhá. Rất là enjoy, mọi người đã cho Tú có cơ hội Tú được hát bài mới của mình mà ngay cái ngày đầu tiên ra mắt sản phẩm mà mọi người đã hát cùng, đã thuộc như thế. Cảm ơn mọi người đã làm cho Tú có một cái ngày thật là tuyệt vời. Cảm ơn một đêm tuyệt vời từ quý vị khán giả đã dành cho anh Tú, đã dành cho Chin Su và tất cả các nghệ sĩ trong ngày hôm nay. Bây giờ thì anh Tú sẽ tặng quà cho tất cả các bạn vì các bạn đã ở đây từ chiều. Và chờ đợi tôi xuất hiện đây nè. 3 giờ chiều là ở đây rất là đông như vậy rồi. Ok, karaoke, ok, karaoke, ok, karaoke, Chin Su, ok. Rồi ơi, không những anh được tặng cái gấu bông này, cái gối bông này, mà anh còn được tặng một năm ăn Chin Su, vẫn phải trả tiền. Sao nói tôi không em không dám nói là được miễn phí, bởi vì nếu mà nói như thế từ khi em lại là người trả. Em phải thông minh nhớ mọi người ơi, chết đấy. Thôi ok, em tặng anh. Cảm ơn anh. Và tiếp theo chúng ta sẽ đến với một phần quà nữa. Rồi bây giờ đến ai ạ? Này nhá, nhớ cái câu Chin Su nhá, thiếu câu Chin Su là thua nhá. Thôi mời đây đã. Thấy cô gái này, từ từ khoan sẽ nhường để đặt. Karaoke, không, Chin Su thôi. Đây này. Karaoke, Chin Su. Như nào mọi người ơi? Không được đúng không? Cho người ta làm lợi không? Người ta con gái mà cho. Làm lợi nhá, làm lợi nhá. Karaoke. Ba lần nhưng phải một lần nhá. Ok. Rồi. Karaoke. Ok. Karaoke. Ok quá ha. Ok quá trời luôn.
là ok rồi đúng không? Ok rồi. Ok rồi đúng không mọi người? Ok nha. Không được quà luôn. Đùa đây đây, tặng có Jisoo là có quà rồi. Cứ có Jisoo là có quà. Rồi tiếp theo rồi, cuối cùng nè. Mời bạn đeo kính. Rồi ok. Mời em, yes sir. Yes sir, lên. Nhanh nào. Như thế này là thủ đoạn này. Ok, rồi cảm ơn các bạn rất nhiều. Rồi, và tiếp theo các bạn chưa có quà nha, vẫn còn quà của Jisoo. Rồi, bây giờ mình tặng thoải mái luôn. Mình gặp ai là mình tặng người đấy nha.